bộ đẹp quá mấy chị ơi, bộ rất là đẹp, mẫu đồ bộ rất là xinh luôn. Chị em mình thấy được em không mấy chị gái ơi? Đồ bộ quần dài nha, rất là đẹp luôn, bộ quần dài rất là xinh, quần dài nha, đẹp tuyệt vời ở mặt trời luôn. Thấy được em không mấy chị gái ơi? Lai hết tối nay là nghỉ rồi nha cả nhà yêu ơi, chị em mình chốt tranh thủ nha, lai tối nay nữa là nghỉ luôn, nghỉ Tết rồi đó mấy chị. Chị em mình thấy được bình luận tiếp em nha mấy chị gái yêu ơi, lai hết ngày nay hết tối nay là nghỉ Tết nha bà con ơi. Bộ này đầu lai em bán giá 100 nha mấy chị gái nha, có size từ 50 70 kg mặc vừa. Năm mươi bảy mươi ký nha mấy chị, bộ em đang mặc 50 70 kg nha. Một trăm ngàn bộ em mặc nha, giá tương tác nha, 100 nha mấy chị gái nha. Chị ơi thấy được em không mấy chị? Cho em cái bình luận nha mấy chị gái ơi. Bán hết tối nay nữa là em nghỉ rồi, hết ngày nay là nghỉ rồi đó mấy chị. Giá tương tác 100k nha mấy chị gái nha. Thấy được em thì cho em bình luận nha mấy chị gái. Cái gì? Chi vậy? 220. Đẹp quá. Trời ơi cái cổ nó đẹp. Nó đẹp 100k nha mấy chị gái ơi, cái mặt bộ em đang mặc rất là đẹp ha, quần dài giùm em mấy chị gái ơi. Tối nay nữa là nghỉ Tết rồi. Dạ 75 kg em có mẫu khác chị. Đẹp quá luôn mấy chị gái ơi. Chị em ơi thấy được không mấy chị gái ơi, thấy được em thì bình luận tiếp nha. Like ngày hôm nay là like cuối rồi đó mấy chị. Chị em nào có chưa có mua thì ủng hộ em ha, có cần đồ thì ủng hộ em. Like hết tối nay là nghỉ rồi mấy chị gái nha. Bộ em mặc là từ 50 kg 70 kg mặc vừa. Năm mươi 70 kg nha. Có thấy được em thì bình luận tiếp em nha mấy chị gái ha. Em bán bộ tương tác là 100k nha chị. Giá bán là 220 nha, chị nào chốt thì bình luận giùm em. Tương tác giá 100k, chị nào mua giá 220 thì bình luận giá 220. Đẹp quá trời. Bộ này rất là cân luôn nha. Quần dài giùm em. Quần dài. 50 70 kg mặc vừa nha chị. 50 đến 70 kg mặc vừa. Đẹp xuất sắc, đẹp luôn, đen tím nha. Đẹp quá trời đẹp mấy chị gái ơi. Em có size nha, 50 đến 70 kg mặc vừa nha mấy chị. Chị em mình có thấy được bình luận tiếp ha. Chị nhỏ ơi, chị cao được mấy 6 không chị? Để em chốt cho chị. Cái 6
bộ em mặc là vừa nè. Em chốt cho chị gái nhỏ nha. Rồi bộ đen vàng nè, 50-60kg, 230. Chị gái nhỏ em ok, 220 nha. Đen vàng 230. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Đen vàng nha. Đen vàng. Đẹp quá trời luôn mấy chị gái ơi. Đẹp quá trời luôn. Chị gái nào chốt bình luận nha mấy chị gái ơi. Rồi bộ em mặc rất là đẹp luôn. Chốt cái này cũng là 100 ngàn giá tương tác luôn nha. Chốt thì bình luận giùm em. 50-60kg mặc vừa. 50-60kg nha. Bộ màu đen vàng nè, đẹp xuất sắc luôn mấy chị gái nha. Đen vàng 50-60kg giùm em. Màu nho nha, 50-60kg nè. Màu nho 50-60kg mặc vừa. Quá trời đẹp luôn. Giá tương tác giá rẻ bèo nha mấy chị gái nha. Giá tương tác là giá rẻ bèo. Rồi áo này là size 60-70kg nha. 60-70kg mặc vừa, 170 nha. Giá tương tác em bán 100. 60-70kg màu xanh, đen nha, đen xanh. Đen xanh nha mấy chị, 170 bán tương tác là giá 100 nha. 100 giùm em. Rồi áo này là sale 150 nha. Sale 150. 70kg mặc vừa. Đầu lai em bán giá 90 nha, màu xanh. Giá 90 màu xanh nha mấy chị. 90 màu xanh. Có thấy thì bình luận giùm em ha mấy chị ơi. Im ru như này khó like lắm luôn mấy chị gái ơi. Em bán giá tương tác 100 ngàn là có chia sẻ ha. Khách lên đông em sẽ chốt ha. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị. Áo giùm em ha. Áo áo màu nâu 170 nha. Giá tương tác em bán 120. 60-75kg nha. Giá tương tác 120. Chị khách nào mua đầu like giá rẻ ha. Có chia sẻ đầy đủ hội nhóm công khai giùm em. Ít nhất từ 5 lần ha. 170 em bán 120 màu nâu. Chị em có thấy thì bình luận tiếp nha mấy chị gái ơi. Ít khách của em không có like được mấy chị. Có thấy được thì bình luận tiếp em mới lên hàng được chứ mấy chị gái ha. Like nay là like cuối rồi đó mấy chị. Like hôm nay nữa là tối nay nữa like cuối rồi. Màu nâu nha, 60-75kg mặc vừa nè. 60-75kg nha, 170 em chốt đầu like giá 120 màu nâu. Chị thấy Bùi em ok nè. Chị thấy Bùi có chia sẻ đi em mới chốt chị gái ơi. Em bán giá tương tác mà không có chia sẻ em không có chốt đâu chị nha. Chị có chia sẻ em mới chốt ha. Rồi cái này hàng sale 150 xả 90 70kg nha. 70kg màu xanh, 70kg giùm em. Đẹp quá trời đẹp mấy chị. Màu xanh nha, 90.000. Chị thấy Bùi có chốt thì bình luận ha, chia sẻ em em. Chia sẻ mới chốt nha, còn không thì mua 170 giùm em. Chị thấy Bùi có chia sẻ thì chốt nha, còn không thì để giá 170 giùm em. Rồi màu xanh nha mấy chị gái nha, 70kg mặc vừa nè, em xả 90.000. Dạ bộ em đang mặc là 230. Hôm nay em còn được ít em xả luôn 201 nha.
còn được ít bộ em xả 201, hôm nay em like hết, tối nay nữa là nghỉ Tết rồi mấy chị ha. Áo này 70 kg mặc vừa nè, 90.000 nha mấy chị. Áo này ăn đông nha. Áo này 60-70 kg mặc vừa nè, 170 nha, 170 giá tương tác, em bán đầu like giá 100 nha. 60-70 kg mặc vừa 100.000, quá trời đẹp. Áo em đang mặc là 90.000 màu xanh. Chị gái nào thấy được thì bình luận tiếp ha. Màu nâu này em đang bán giá 120 nha, 170 giá tương tác, chia sẻ 120, chốt thì bình luận giùm em. Chín mươi rồi, ok chị Thúy Bùi ha, rồi đẹp quá mấy chị ơi, 90.000 một áo, 90.000 đẹp quá. Đen xanh này là 170 nha, bán giá tương tác 100, 60-70 kg đen xanh. Bộ em đang mặc là em đang xả 201 nha, chị gái nào chốt bình luận, em đang mặc 50-60 kg trên người nè. Trên 100 khách là em sẽ bán giá 100.000 ha. Còn hiện tại bây giờ là em đang xả 201, màu đen vàng. Cái này em bán 230 nha, xả 201 luôn. Đẹp lắm, 50-60 kg đen vàng, màu nho. Mẫu này dễ thương lắm nha, 50-60 kg màu nho. Em đang xả, chị gái nào chốt được thì chốt ha. Màu nho, màu nho. Trên 100 khách là em sẽ bán giá 100k nha mấy chị. Beo vàng 60-65 kg mặc vừa 170, beo vàng 60-65 kg nha, beo vàng. Beo vàng 170 nha, 60-65 kg nè, beo vàng giùm em. 170.000 beo vàng. 60-65 kg beo vàng nha mấy chị gái ha, 170.000. Beo vàng với beo xanh. Sáu mươi sáu lăm ký mặt vừa đẹp, 60-65 kg nha, beo xanh với beo vàng. Mẫu này bán hồi tối sắp hết rồi, còn vài bộ thôi ha. Beo xanh beo vàng giùm em, 65 kg trở lại mặt vừa, 170.000, 170.000 beo ha, đẹp quá trời luôn. Beo xanh beo vàng nha, chị gái nào thấy được bình luận giùm em. Beo xanh beo vàng. Rồi đầm này 60-80 kg giùm em nha, 50.000. 60-80 kg nha, đầm 50.000. Đầm 50.000 cho mấy chị gái ha, 60-80 kg mặc vừa. Dạ. 60-80 kg đầm nha, 50.000 giùm em. Đẹp quá. Hello Ân Quách nha. Rồi em đang mặc đầm là 50.000 nha. Dạ. Chị Phụng Hoàng ơi, chị chưa chia sẻ lên 100 khách đi rồi em chốt cho chị ha. Chị nào chia sẻ nhiều nhất, được nhiều nhất thì em sẽ chốt ha. Rồi chị nào chốt đầm 50.000 nha mấy chị. 60-80 kg mặc vừa. Đẹp quá trời, beo vàng giùm em ha. Beo vàng 60-65 kg mặc vừa. Beo vàng beo xanh giùm em. Beo vàng beo xanh nha. 170 một bộ. Áo đầm em mặc là 50.000. Đầm em mặc là 60-80 kg mặc vừa ha, 50. Đầm 50.000 giá quá trời rẻ luôn.
70kg mặt vừa nha mấy chị, 120 giá xả. 120 giá xả nha, 60 70 kg mặt vừa. 60 70 kg giùm em. Đen đỏ nha. Xả 120 một áo. Một áo đen đỏ giùm em. Chị em mình có muốn chọn đồ thì mấy chị bình luận lên ha, để em biết mấy chị đang xem em like tiếp. Còn mấy chị không có bình luận á, em nghĩ mấy chị không thấy được là em không có like mấy chị gái ha. Chị Thúy Bùi có chốt cái gì nữa để em đi đơn không chị? 120 bên em không có chốt, không có đi đơn nha chị gái ha. Chị có chốt đơn thì chị mua thêm cái gì em đi đơn ha. Có chốt thì chốt đủ đơn em sẽ chốt, 150 chưa lên em sẽ đi đơn. Các chị nào có muốn mua đồ thì bình luận để em biết em like ha. Chứ mấy chị mà không có bình luận là em không có chốt cho mấy chị. Em ok chị Nga. Nga ơi, đầm chị mua cái gì thêm giùm em ha, để em đi đơn. Hôm nay là đơn cuối rồi, em không có giữ đơn với mấy chị, kết tới nơi rồi ha. Hôm nay em bán là lay cuối rồi, tối nay nữa là lay cuối ha. Chị Nga, hàng em ok nè. 150 chưa lên em đi đơn. Chị có mua gì thêm thì mua ủng hộ luôn cho đủ đơn ha. Đầm 50.000 ha, chị gái nào chốt thì bình luận giùm em. Em có đầm cao cấp nó 250 một đầm ha. Có lẽ em có nhiều hàng lắm. Rồi đầm này 70kg là 250 mấy em. Đầm cao cấp nha mấy chị gái nha. Đầm con công 70kg nè, chị nào chốt thì bình luận giùm em. 250 nha, đầm công giùm em. 70kg mặc vừa. Chị cô ba ơi, chị chốt đồ bộ bao nhiêu ký để em lên đồ bộ cho chị ha. Nếu mà chắc chắn chốt là em lên liền à. Chị chắc chắn chị lấy là chị nói ký em lên cho chị ha. Áo này em xả 120 nha mấy chị. Chị chắc chắn chị chốt là chị nói em lên ký cho chị nha chị ba. Áo này 50-60kg nha, em xả 100 màu đen. 50-60kg màu đen nha. Áo này 50-55-60kg mặc vừa nè, em xả 100. Chị có chốt đồ bộ thì chị cho số ký em mới chốt được. Màu đen nha, 100.000 một áo em đang mặc. Chị Nga, chị bao nhiêu ký chị Nga? 50-60kg hay gì? Cái này là em đang xả 230. 50-60kg nè, 230 em đang xả 201. 50-60kg nha, giá xả có 201 thôi. Đây 60kg chị, rất là đẹp. Ok chị Ngân đổ nè, cái này đẹp quá luôn á, xả 201 nha, chốt bình luận em. Cái máy chốt đơn nó bị đứng hình rồi bà con ơi. Đây nè 60kg nè. Chị Ngân em ok nha, cái máy chốt đơn nó đứng hình rồi mấy chị gái ơi. Đẹp quá trời, màu nho. 50-60kg nha, xả 201 giùm em. Chị Hồng Thắm em ok nha chị. Em ok chị Quyên. Ok chị Quyên đầm nè. Cái đầm này là đầm cao cấp nha, đầm xịn á. Chị Ngân đổ em ok nha chị. Áo đen đỏ
like tối mai nữa là ta like cuối rồi đó mấy chị gái ơi. Chốt hàng mình chốt đủ đơn giùm em ha. Em ok chị Nga hả? Em ok chị Hồng Thắm. Rồi áo này đen một chị em ha. Đen một là cái tay nó màu đen. Tay này tay màu trắng. Rồi tay này tay đen nha mấy chị ơi. 50-60kg nha. Để tay đen giùm em đi. 100.000. 50-60kg nha. Tay đen rất đẹp. 100.000 nha. Chị gái nào chốt bình luận tay đen giùm em. Nãy tay trắng giờ tay đen. 50-60kg nha. Chị Linh chốt ơi, chị đồ bộ bao nhiêu ký chị gái ơi? Đồ bộ em đang xả có 201 là chị bao nhiêu ký giùm em ha, để em lấy nha chị Linh chút. Đồ bộ 50-60kg màu đen, xả 201. Áo tay đen nha, tay đen rất đẹp. 50-60kg em xả 100. Rồi bộ nha, bộ em mặc là 50-60kg mà vừa xả 201. Mấy chị chốt 150 cho lên em chốt đơn nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Bộ màu đen nha, áo là tay đen. Xả 100 chị gái nào chốt bình luận. Rồi cái này là kem. Đen kem ha, 50-60kg xả 100. Đen kem giùm em, xả 100. Rồi ok chị. Ok chị Châm Phạm nha. Rồi cái này là kem giùm em, sọc kem 50-60kg xả 100. Chăm ba em xả 100. Kem nha mấy chị gái. Ok chị Châm Phạm. Mấy chị cố gắng chốt cho em 150 cho lên nha. Châm Phạm ok. Rồi em đang mặc là áo màu kem nha chị gái nha. Sọc kem rất là đẹp luôn á. Ở dưới like nè. Sọc kem nha. 100.000 là giá em xả đó. Chốt tiếp giùm em 150 em đi đơn nha mấy chị. Rồi kem và trắng nha. Kem và trắng giùm em, rất là đẹp luôn. Kem và trắng nha. 50-60kg mà vừa có 100.000. Chị ơi, em không có tay dài, em chỉ có tay lỡ và tay ngắn thôi chị. Rồi, cái này là tay nâu giùm em ha, 100.000. 50-60kg mặc vừa. Bên em là chỉ bán tay ngắn với tay lỡ thôi. Rồi, tay nâu giùm em, 50-60kg nha, 100.000. Nếu chị nào mua được 100 thì cố gắng mua 150 giùm em ha. Em đi đơn 150 cho lên em mới đi. 50-60kg mặc vừa. Tay nâu giùm em. Cái này là tay hồng nha mấy chị, tay hồng. Tay hồng với tay nâu. Tay hồng với tay nâu nha, 100.000 một áo. Đây tay nâu nè. Tay nâu với tay hồng nha, chốt bình luận giùm em. Còn chị nào chị gái nào chốt đồ bộ thì bình luận giùm em ha. Tay nâu và tay hồng. Chốt đồ bộ thì để giùm em đồ bộ. Rồi đầm này là đầm cao cấp giùm em ha. Chị đen à, chị tơ đồ bộ đúng không chị? Rồi cái này là 75kg mặc vừa. 75kg nha, đầm cao cấp giùm em. 75kg trở lại, 250 màu đỏ. 75kg màu đỏ nha. 75kg màu đỏ. Em ok nha. Chị Tư em ok màu đen. Em đang sale nè. Đẹp lắm. Chị Tư 230 nha. Em xả có 201 à. Rồi áo em mặc đẹp quá trời.
Em đang mặc là tay màu hồng. 50-60kg nha, tay hồng và tay nâu. Chị Tơ em ok xả 240 nha chị. Em có bán đầm giống vậy thôi ha. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em. Áo 100.000. Quá trời đẹp luôn mấy chị. 100.000 một áo nha, đẹp xuất sắc. Rồi 65kg mặc vừa đồ bộ nhớ chị gái nha. 230 em xả 201 nha. 65kg mặc vừa. 60-65kg nè. Màu vàng giùm em. Một bộ em xả có 201 à. Đẹp lắm. Màu vàng nha mấy chị gái ha. Đẹp xuất sắc luôn á. Em like hôm nay nữa rồi tối nay nữa là nghỉ rồi mấy chị gái ha. Chị nào có mua thêm thì mua giùm em. Chị Tơ ơi nhắn gì em bó tay chị. Rồi màu xanh, chị gái này chút xanh bình luận. Màu cam. Màu rêu đậm. Em đang mặc màu vàng. Màu đen phiêu tím. Màu coban. Màu cánh sen. Màu tím đậm. Màu tím đậm nha. Tím đậm giùm em. Màu nho. Màu cánh sen. Màu coban. Màu đen tím. Màu rêu đậm. Màu cam. Em đang mặc màu vàng. Cái này màu xanh. Xả 201 một bộ. Rồi đầm màu hồng giùm em ha. 75kg mặc vừa. 75kg. 70-75kg màu hồng nha. 250 một đầm. 250 một đầm nha, đẹp quá trời luôn. Màu hồng, màu đỏ. 250 một đầm nha, chốt thì bình luận cho em. Rồi đầm màu vàng giùm em ha. 60-80kg mặc vừa, 50.000. 50.000 nè, đẹp quá trời luôn. Cái đầm có 50.000 thôi. Đầm màu vàng nha, 50.000 giùm em, 60-80kg mặc vừa. 60-80kg nha. Bộ em đang mặc là em đang xả có 201. Áo này 70kg nha. Xả 90 giùm em. Màu xanh. Chị Bằng Lan ơi, chị chốt cái gì á, chị cũng có số điện thoại và số ký giùm em ha. Chứ chị chốt không như vậy em đâu bán được cái gì đâu. Chị Ly ơi, em đang mặc bộ vàng 60-65kg mặc vừa. Đang sale 201 ha. Em chốt hàng là phải có địa chỉ và số điện thoại, số ký và màu giùm em mới chốt được hàng với chị gái ha. Rồi màu vàng giùm em, chốt bình luận giùm em số ký. 60-65kg mặc đẹp. Rồi bộ áo em đang mặc là giá 90k ha, 70kg mặc vừa đẹp. Rồi màu nâu nha, màu nâu này 50-60kg mặc vừa. Màu nâu 50-60kg nha, 230. Cái nào em có bán em có giới thiệu nha. Cái nào em bán là em giới thiệu. Rồi đẹp quá trời màu nâu mấy chị. 50-60kg giùm em nè. 230 nha. Quá trời đẹp luôn. Dễ thương quá trời. Rồi chị gái nào chốt đồ bộ thì bình luận giùm em ha. Chốt cái gì thì bình luận. Thấy được em thì bình luận. Chứ còn mấy chị im là em cũng ngồi im. Mấy chị cũng không thấy được gì đâu ha. Nếu mà lên coi like coi chơi mà mấy chị im ru là hoặc em không like mấy chị cũng ngồi không vậy đó. Không thấy được cái gì luôn đâu ha. Mấy chị thích coi là mấy chị bình luận em mới like được.
cần coi mà em ru như ngủ vậy, em đâu có lên hàng đâu coi mấy chị. Rồi đen xanh nha, sale 150, 60-70kg mặc vừa, sale 150 nha. Bộ mình đâu em mặc 50-60kg mặc vừa, 50-60kg em có độc á. Rồi 60-70kg mặc vừa, 60-70kg nha, em đang xả. 60-70kg sale 150. Lên mỗi cái là em có đọc hết á. Chị Ly em ok nha chị, 230 nha chị gái. Chị Ly em ok, 230 nha chị gái. Chị Bằng Lăng em ok, màu tím 201 nha chị. Rồi cái mẫu này đẹp quá trời, 240 nha, màu cam, 70-75kg màu cam, 250 bán 240 nha, 70kg đây chị, không đẹp là không lấy tiền luôn á. Cái này là 250 nha, em bán 240 màu cam 70kg. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Chỗ anh Kim chị có chốt không? Nếu chốt thì em đi tìm cho chị nha. Chị cho em. Rồi, cái này là 70kg, hơn 70kg màu cam nè, 250 nha, xả bán 240. Tầm 1 đến 3 ngày chị. 1 đến 3 ngày nhưng mà giờ Tết có phải là nó chậm hơn một chút ha. Thường là 1 đến 3 ngày nhưng mà Tết nó chậm hơn một chút. Rồi bộ em mặc là 70kg nha, đẹp lắm, màu cam. Rồi màu tím là size 60-65kg nha, 230 em đang xả, 201 nè. Em like hết ngày hôm nay, hết tối nay là em nghỉ Tết rồi mấy chị gái ha. Màu tím em đang xả 201, 60-65kg nha mấy chị gái nha. Rồi chị nào chốt màu cam này là bao đẹp luôn á, rất là dễ thương. Ok chị Bùi. Rồi cái này là màu, cái này là em kêu màu da nha, 65kg mặt vừa, 65kg trở lại mặt vừa, màu da, màu da nha, rất là đẹp luôn mấy chị. 65kg trở lại màu da dùm em ha, 230. Chỗ anh Kim ơi, chị có chốt màu da thì ok mà em nè, cái mẫu chị vừa hỏi nè, rất là đẹp luôn, màu da nha, 230. Ông Pháp có đó không? Em ok chị Thúy Bùi nè. À chị Thúy Bùi ơi, chị có chốt cam thì chị để cam 240 mới đúng ha. Chị Ngọc Lam chờ chút nha, Ngọc Lam chờ chút. Ok chị, màu tím nha chị Bằng Lăng. Chị Thúy Bùi có chốt thì ok mà em, 240. Chị anh Kim hiện tại em không có tím mà cũng không có đâu luôn. Chị Bằng Lăng em ok. Màu tím em đang xả 201 nha, chốt bình luận. Chị Thúy Bùi có chốt thì 240 ok để em lấy nha. Chị Ly màu cam này chút xíu đi, em đang like tùm lum rồi. Rồi cái này màu da giùm em, 65kg trở lại nha mấy chị gái nha.
Rồi chị Thúy ok 230 nha, chốt bình luận giá em mấy chị gái ơi. Chốt cho giá em ha. Rồi cái này là size 60-65kg màu nho, em xả 201 màu nho. Ví dụ mấy chị vừa size mấy chị chốt cho em xíu tiền, chứ không nó sẽ lộ mẫu khác nha mấy chị gái nha. Màu nho giùm em. Cái này là em bán 230 nè. Em còn ít em xả nha. Rồi cái màu cam này chị Thúy Bùi không trả lời á, chị nào chốt thì để giùm em ha. 240 giùm em. Chị Thanh Thúy em ok nè. Chị Ly có chốt màu cam thì ok giùm em. Màu cam 70kg á, có chốt thì ok em, 240. Rồi màu nho nha, 60-65kg mặt vừa em, xả 201 nè. Em có màu vàng với màu xanh nè. Màu vàng, màu xanh, màu cam nha, 201 giùm em. 60-65kg nha, màu rêu đậm nè. Màu cam em có 70-75kg đó ha, 70-75kg. Rồi màu rêu giùm em nè, 60-65kg nha. Em đang xả có 201 nè. Màu rêu, màu nho nha, chốt thì bình luận giá giùm em. Vừa ký thì chốt ha. Chị Hương Cẩm ơi, chị có nghe điện thoại chưa? Nếu mà có nghe điện thoại rồi là đi đơn rồi đấy chị. Ok chị Lan. Mấy chị ơi nghe ký giùm em nha, 60-65kg nha mấy chị. Vừa hề chốt nghe, không vừa đừng lấy nha mấy chị gái. Màu rêu đậm 60-65kg nha, 201 là giá em xả đó. Em ok chị Lan nha. Rồi em ok chị Ngọc Lam. Em cảm ơn chị Ngọc Lam nha. Màu cam 240. Rồi ok chị Lan Ly nha chị. 201 với chị bỏ giá vô giùm em với chị gái ơi. Màu rêu em đang mặc là 60-65kg mặc vừa, xả có 201 à. Chị Ngọc Lam em ok 240. Chị gái nào chốt bình luận em. 60-65kg màu rêu nha, xả 201. Màu cam 60-65kg mặc vừa, xả 201. 230 xả 201 nha, chốt bình luận giùm em. Rồi em ok chị Liến, 60-65kg mấy chị mặc sẽ đẹp ha, rất là đẹp luôn, xả có 201 thôi. Rồi em có màu xanh nè, màu vàng nè, màu đen thiêu tím nè, màu coban nè, màu cánh sen. 60-65kg nha, màu cánh sen, màu coban, màu đen thiêu tím, màu vàng, màu xanh. Em đang mặc màu cam. Chị Lý em ok nè, đẹp lắm luôn mấy chị gái ơi. Đang xả hàng mấy chị gái ơi. Sáu mươi sáu lăm ký mặc vừa mực màu cam nhìn em nha, đẹp quá. Giá em đang xả nha bà con. Đây nha mấy chị nha, 60-65kg mặc vừa giùm em, đẹp quá. À, chị xin đợi em xíu để em coi còn không nha chị. Đẹp quá. Màu xanh. Bác ơi, vô coi cái này cháu coi. Đẹp quá mấy chị ơi, màu xanh. 60-65kg mặc vừa đẹp quá trời xinh luôn. Coi cái mẫu này là coi có số 4 còn không? Coi chỗ đó đó. Rồi chị Thanh em ok nè, 60-65kg nha mấy chị gái. Chị Tiên ơi, em còn màu cam, màu vàng, màu cánh sen, màu nho chị gái, 4 màu. 4 màu size số 4 đó chị, màu cam, màu vàng, cánh sen, nho nha, số 4 đó chị Tiên. Rồi em ok chị Thanh Thủy nè. Em đang xả có 201 à. Rồi em ok chị Bằng Lăng nha. Dạ 58kg còn màu đen chị, màu đen vàng.
Chị bằng lăng em ok nha chị gái. 58kg em có size nha. Em có size mấy chị gái nha. Màu xanh đẹp quá. Chị Tiên ơi chốt không chị? Do. Rồi em có màu cánh sen nè, màu vàng với màu cam nữa là chị Tiên chốt đi chị, quá trời đẹp luôn. Còn có 4 bộ lấy hết đi chị. Màu cam, màu vàng, màu cánh sen nha chị Tiên. Cam vàng cánh sen. Ok chị, màu nho nè chị Tiên. Giá xả có 201 mà mọi người ơi. Thương em cho em một lượt chia sẻ đấy mấy chị. Bán cũng có nhiều nữa đâu mấy chị, tối nay nữa là nghỉ Tết rồi mấy chị gái ơi. Đẹp quá trời mấy chị ơi. Chị Liếm ơi em đổi, em biết đổi cái nào ra cái nào chị. Chị mua cái gì chị nhận cái đó mẹ em đi ha. Em đâu biết đổi cái gì lấy cái gì đâu chị. Rồi màu xanh nha, chốt bình luận giùm em đẹp quá à. Màu cánh sen nè. Em đang xả chị gái mình chốt bình luận nha. Màu cánh sen đang xả là 201 giùm em mấy chị. Chị Thúy ơi 58kg có đen vàng nè, chị có chốt thì em lên màu cho chốt ha. Chị Bằng Lăng em ok rồi. Đen vàng 58kg nè. Dạ, em cảm ơn chị Tú Lan nha, rất là nhanh, mới ra hôm qua nay nhận rồi. Đây nha mấy chị ơi, đen vàng 58kg nè. Đẹp quá trời luôn, 55-58kg mặc đẹp luôn. Bộ em đang mặc màu cánh sen nè. Em còn màu xanh Coban nha mấy chị gái nha. Cánh sen xanh Coban. Màu xanh, màu vàng. Chốt thì bình luận màu giùm em ha. 65kg, 70kg em có size. Màu xanh này đẹp quá trời luôn. Chị Tiên lấy con bộ thôi hả chị? Chị ơi em không hiểu gì đâu nha. Ví dụ như nãy chị mua màu gì thì em chốt màu đó nha. Còn bây giờ chị mua màu gì thì em chốt màu đó. Chứ không có hiểu cái gì đâu chị. Không có hiểu đổi qua để lợi đâu ha. Đổi qua để lợi mất công nó lộn xộn hết luôn á. Rồi chị gái nào chốt tiếp thì bình luận giùm em ha. Mẫu này xinh quá trời. Đang xả có 201 thôi. Chị Thanh Thủy ơi, cái màu đen đó là size nhỏ chị có chốt không? Hồi nãy giờ em thấy chị chốt mấy bộ rồi đó phải không chị? Cái màu đen đó là nay size nhỏ hơn á, chị Thanh Thủy có chốt không? Thanh Thủy có chốt không? Chị Thanh, hồi nãy giờ em thấy chị mua mấy bộ đúng chị không? Cái số đó số nhỏ hơn một số á, chị có chốt không? Rồi chị gái nào chốt màu nho bình luận giùm à, màu cánh sen nha. Chị Thanh có chốt màu đen đó thì bình luận giùm em ha, size nó nhỏ hơn. Rồi cái này là 240 giùm em. Đẹp quá mấy chị ơi, màu rêu giùm em ha, 50-60kg màu rêu giùm em. Chị Thanh ơi, chị có chốt đen tím thì ok giùm em ha. Em còn bộ đen tím nè, em tưởng là chị Bằng Lăng chốt mà không có chốt nè. Chị Thanh có chốt bình luận giùm em ha. Đen tím em đang xả nè. Chị Thanh Thúy có chốt bình luận giùm em ha. 60-65kg mặc vừa nè. Chị Nguyễn Thúy màu vàng với màu tím hả chị? Hết rồi chị. Cái size 58kg chị đợi em chút nha. Màu cam đất. Chị Hồng ơi em không có cam đất nha. Chị Thanh Thúy ơi, chị chốt 50-60kg cho em lên mẫu khác cho chị gái nghe. Đây 50-60kg em đang mặc màu rêu nè chị, 240. 60kg vừa. Dạ, em không có hàng 130 chị Thuần ơi. Chị Thanh Thúy ơi, 60kg vừa nhưng mà cái mấy cái mẫu hồi nãy chị lấy á là
60 đến 65 kg, còn cái này 60 kg trở lại nha. Có chốt thì bình luận giùm em, đúng em chốt. Chị hoa hồng ok 60 kg nha. Chị hoa hồng em ok. Rồi cái đen tím này là em đang xả 201 là mấy chị chốt bình luận giùm em ha. Chị hoa hồng là 204 á, chốt bình luận giá. Đen tím là em xả 201 nha. 60-65 kg mặt vừa, 203 em xả 201. Chị Lan em hết màu riêu rồi. Chị hoa hồng 204 rồi bình luận giá nha, cho giá em chốt với chị gái. Màu đen em xả 201. Rồi màu này là màu nâu giùm em, 50-60 kg mặt vừa 204 nha, cho giá em chốt. Màu đen này xả 201 nha. Đẹp quá trời mấy chị, màu nâu giùm em, xuất sắc luôn. 204. Có thêu ăn sâu nha, quá trời đỉnh luôn. Chiếu hóa hồng là 204 nha chị. Rồi em đang mặc màu nâu, ở sâu nó thêu cực đỉnh luôn ha. Chị nào chốt đen tím thì em đang xả 201 cái mẫu này nè. 203 em xả có 201 à. 60-65 kg nha. Màu rêu em hết hàng rồi. Rồi chị nào chốt nâu bình luận nâu giùm em, ở sau thiêu đẹp lắm. 204 nha, chốt thì bình luận giùm em. Có giá là em sẽ chốt nha các chị. Màu vàng giùm em 204, 60 kg nha. 50 60 kg mặc vừa màu vàng 204 giùm em. 204 nha, rất là đẹp luôn. Em không có đồ 130 nha chị. Chị Thuần ơi, nãy giờ em lên hàng 200 mấy không mà chứ không có hàng 100 mấy. Rồi đẹp quá trời mấy chị. Màu vàng giùm em ha. 50 60 kg 204. Màu vàng giùm em có cổ dễ thương lắm. 204 màu vàng giùm em ha. Đẹp xuất sắc đẹp mấy chị. 204 nè. Màu rêu 204 nè. Màu tím 50-60 kg 204 nè. Màu đen vàng 204 nha. Chốt thì cho em cái màu và cái giá giùm em. 50-60 kg giùm em 204 nha. Đen vàng nè. 50-60 kg nha. Đẹp lắm. Màu tím nha. Màu rêu đậm 50-60 kg mặt vừa đẹp, xuất sắc lắm. Màu đen vàng nha. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị. Chị hoa hồng ok màu vàng. Rồi em có màu đen ha, 50-60 kg mặt vừa 204. Màu nâu, màu tím, màu đen. Màu rêu đậm 204, 50-60 kg giùm em ha. 50-60 kg mặt vừa. Em chốt là chị nào có số điện thoại đầy đủ em chốt ha. Còn không có số điện thoại là em không có chốt. Chị hoa em ok. Rồi chị gái nào chốt bình luận em ha. Màu đen, đen vàng 204, màu tím, màu nâu. Đẹp quá trời luôn. Đẹp xuất sắc nha. Ok chị Luyến nè. Rồi 50-60 kg màu tím giùm em ha. 50-60 kg mặt vừa giùm em 204 mấy chị. Màu tím với màu rêu đậm. Đẹp quá trời luôn mấy chị ơi. Đẹp xuất sắc nha. Chị Luyến em ok. Dạ em không có hàng 80 kg chị. Chị Phương ơi, em chỉ có màu rêu với màu tím, chị có chốt bình luận ha. Em có hai màu. Chị Phương Phùng có chốt hai màu thì ok ha. Màu rêu màu tím thì có chốt thì bình luận giùm em. 50-60 kg 204. Có chốt thì bình luận giùm em chốt ha, có hai bộ.
50-60kg giùm em nha. 240 một bộ, chị gái nào chốt bình luận. Màu rêu màu tím giùm em. Rồi em ok chị Phương, màu rêu màu tím. Rồi cái này đẹp quá trời nha các chị yêu ơi. Cái này là 250 lần nha. Nhưng còn sót có 1 bộ à, 70kg xả 230. Duy nhất có 1 bộ em xả nha chị gái nha. 70kg. Ở sau có thêu ha, hàng rất là đẹp luôn. Bây giờ tới trưa là bên em gọi chốt đơn mấy chị gái ha, để cho mấy chị nhận kịp trong Tết để mấy chị mặc đẹp ha. Mấy chị cố gắng để ý nghe điện thoại giùm em để bên em chốt đơn với chị gái nha. Màu vàng em mặc là hàng đẹp lắm. Dạ em bán quần ống bình thường, chừng nào ống rộng thì em sẽ la lên nha. Bộ màu vàng đẹp lắm chị em ơi, rất là đẹp luôn ha. Size 70kg mặc vừa giùm em. Đẹp xinh lắm chị em mình ơi. Ở sau có thêu nè, ở trước có thêu ha, 250 mà em xả 230. Rồi màu cánh sen nha mấy chị, màu cánh sen giùm em nè, đẹp quá à. 65kg trở lại nha, màu cánh sen giùm em. 250 xả 220 màu cánh sen. Chị nào mà vừa size rồi chốt nha chị, không vừa đừng lấy nha. Không vừa thì đừng lấy giùm em ha. Rồi màu cánh sen giùm em quá trời đẹp luôn. Đẹp quá à. Chị gái nào chốt màu cánh sen giùm em ha, đẹp lắm. Cái này là size 60-65kg mặc vừa, em đang xả 220 nha mấy chị gái nha. Đang xả nha, chị nào chốt thì mình cứ bình luận giùm em. Quá trời đẹp luôn. Chị Thúy ơi chưa chị? Nãy em hỏi chị chốt em lấy cho chị mà chị không có trả lời nên là em chưa có like chốt cho chị đó ha. Rồi ok chị Quân nè. Chị Quân em ok ha. Chị ơi em chốt hàng có số điện thoại em mới chốt chị. Chứ còn chốt không em đâu có chốt được hàng đâu ha. Rồi chị gái, chị Thúy ơi, chị có chốt thì em lên hàng cho chị nha. Rồi đẹp quá. 50-60kg nè, chị Thúy có chốt bình luận nha. 50-60kg em 240. Màu đen, màu đen rêu, đẹp quá trời. Chị Thúy có chốt bình luận nha. Hai bộ này vừa size của chị nè. Chị Đồng ơi, chị phải có số ký em mới chốt được hàng. Chị gái ơi, không có số ký em đâu chốt được hàng gì đâu ha. Mấy chị chốt có số ký và có giá tiền nữa em mới chốt được hàng cho mấy chị cho nó đúng ha. Còn mấy chị mà chốt không không như vậy em đâu biết mấy chị mua gì đâu. Rồi cho giá đi chị Thúy ơi, cho giá màu đen cho giá mà em đi. 240. Rồi màu đen rêu nha, 240. Chị Thúy có chốt 50-60kg đen rêu nè. Chị Nguyễn Thúy nha, em đang nói chị Nguyễn Thúy nha, chứ em không có nói chị Thanh Thúy. Chị Nguyễn Thúy ok nha. Màu đen nè, 240, 50-60kg nha chị Thúy. Chị Nguyễn Thúy em ok nha, 240, 50-60kg nè. Còn chị Thanh Thúy chốt cái gì bình luận nha. Mấy chị chốt mà không có cho giá tiền em không có chốt được hàng. Rồi chị có chốt đen riêu thì chốt luôn đi chị. Vừa size của chị đó, 240 một bộ đen riêu quá trời đẹp, 50-60kg nha. Còn chị gái nào mà chốt một bộ vàng nó không có số điện thoại em không có chốt nha. Còn chốt hàng thì mình phải có số điện thoại nhiệt tình mấy chị gái ha. Chứ còn chốt mà như chị Nguyễn Quân thì bán làm sao chị. Rồi chị gái nào chốt bình luận giùm em.
Dạ chị Quân ơi, không có số điện thoại, không có chốt chị. Rồi đẹp quá trời luôn mấy chị, màu đen giùm em. Màu đen rêu nha, đẹp quá trời luôn á. Chị gái nào chốt bình luận 50 60 kg giùm em ha. Đen rêu. Chốt hàng trước tiên là có số điện thoại em mới chốt nha. Màu nâu này đỉnh luôn mấy chị. Xả 240 nha. 60 65 kg trở lại màu nâu giùm em. Nâu đất nha. Đẹp quá trời luôn, 60 65 kg mặc vừa đẹp nè. Đẹp xinh vô cùng luôn. 240 nâu đất nha. Nâu đất giùm em 240. Chốt hàng trên live trên mạng chứ đâu phải xác nhà em đâu mà mấy chị mua không gọi lại số điện thoại sao em dám chốt. Màu nâu em mặc đẹp lắm, ở sau nó thêu đẹp ghê mấy chị. Chị Thúy ơi, Thanh Thúy màu nâu đúng không chị? 60-65kg nha chị Thanh Thúy. Ok chị Thanh Thúy nha chị. Rồi màu cam 70kg giùm em ha. Xả 201 màu cam. 70kg 201 nha. Xả màu cam này 70kg là 201 nè. 240, 230 em xả 201. Chị Thanh em ok 240 nha chị gái. Rồi 70kg nha. Chị nâu đất em hết rồi chị. Bồ đen chị Luyến em hết rồi. Chị Đồng ơi màu đen, đen rêu đúng ok giùm em chị gái ơi. Đen rêu thì chị để đen rêu giùm em. Chị Thúy em ok rồi, chị Thanh Thúy em ok rồi nghe. Chị Kim Đồng ơi màu đen này đúng ok giùm em nha chị. Màu đen rêu giùm em ha. Màu đen rêu nè. Chị Kim Đồng đúng thì ok giùm em. Mấy chị ơi không cho giá không có chốt được hàng đâu ha. Chị Kim Đồng đúng đen rêu thì ok giùm em chị gái ơi. Kim Đồng đúng thì ok để em ném xuống cho chị nè. Đẹp quá trời. Màu cam nha 70kg nè em xả có 240 nè. Màu tím nha, màu tím này 50-60kg nè. Mà em chốt 50-57kg đi cho nó đẹp ha. Cái này là 230, em xả 200 nha. Màu cam chị Phạm Bình em hết màu cam. Rồi 50 55 57 kg mặc vừa 200 mấy em xả nha. Chị Quân em nói thêm lần nữa nha. Chị mua hàng không cho số điện thoại em đâu dám chốt hàng cho chị ha. Nãy giờ chị mua hoài mà không có số điện thoại. Rồi màu tím này size 50 55 kg mặc đẹp. Dạ chị Tám đẹp ơi. Màu đen rêu này size 50 60 kg nha. Chị Đồng Kim chưa ok em chưa chốt nha. Rồi màu tím em mặc 50-55-57kg mặc vừa 230. Em xả 200 nha, chốt bình luận em. 200 đẹp lắm, chốt bình luận em ha, cổ vuông. 50-55kg mặc sẽ đẹp. Chị nào mình nhiệt tình chốt thì mình cho số điện thoại đàng hoàng ha, còn không thì thôi mấy chị. Chốt hàng mà không có số điện thoại em không có đọc đâu ha. Đẹp quá trời, chốt bình luận em. Màu vàng 70kg nha, em đang xả 201 màu vàng. 70kg màu vàng xả 201 nha. 70kg màu vàng em xả 201. Rồi màu nâu giùm em nha chị ơi. 60kg màu nâu nha. 240 xả 200 màu nâu. 240 em xả 200 màu nâu nha chị gái. Màu nâu nha, 240 em xả 200. 60kg mặc vừa đẹp. Màu vàng, màu cam, màu tím ha, chốt cái gì bình luận cái đó em.
Đẹp quá trời, màu nâu giùm em 60 kg mặc vừa xả nha. Màu nâu 60 kg trở lại mặc vừa nha em. Xả có 200 ngàn một bộ ha. 240 em xả 200 màu nâu. Beo nha chị, 60-65 kg mặc vừa nha, 170 beo. 60-65 kg beo nha, 170 giùm em. Beo giùm em nha, rất là đẹp. 60-65 kg beo vàng. 170 có beo vàng với beo xanh. Dạ chị Tiên, trên vỏ em có size. 60-65 kg mặc vừa ha, beo vàng với beo xanh 170 một bộ. 170 một bộ ha, beo vàng beo beo xanh. Em bán cái gì cũng có size, em nói kỹ lắm nha mấy chị. Đẹp quá trời, màu nâu này là xả có 200 ngàn. Beo vàng 65 kg mặc vừa. Ok cô Tiên nè, có 170 một bộ nha, 65 kg mặc vừa. Beo xanh giùm em, đẹp quá trời nha chị. 65 kg nha, đẹp quá. Beo xanh giùm em, beo xanh với beo vàng. Dễ thương quá trời luôn. Beo xanh beo vàng giùm em ha, có 170 nha. Em đang mặc beo xanh nha, đẹp ghê luôn mấy chị. Beo xanh beo vàng nha, đẹp quá trời. Màu vàng là 70 kg nha, xả 201 màu vàng. 70 kg màu vàng xả 201 nha. Chị Luyến em ok beo beo xanh. Bác ơi, vô lấy đồ cốc coi. Chị Luyến em ok beo xanh. Vô lấy mấy cái bộ hàng bông nè. Số 2 thôi đây. Hàng bông nè. Chị Luyến em ok. Rồi hoa vàng nha mấy chị ha, 50-70 kg mặc vừa em, 170. Hoa vàng 50-70 kg nha, 170 giùm em. Giùm em nha mấy chị ha, 170 giùm em. Màu này màu 2 giùm em ha. Chị Tiên ơi, chị cho em số ký để đem chốt cho chị nha. Cho em số ký để em chốt. 50-70 kg mặc vừa. Chị Thuần ơi, em còn là beo vàng. Chị Tiên cho em số ký nha. Màu này màu số 2. Màu 2 giùm em. 50-70 kg giùm em, 170. Rồi em ok chị, em ok chị Tiên. Rồi dạ em cảm ơn chị gái, chị Tiên em cũng ok chị.
Rồi em đang mặc là màu 2 giùm em ha, rất là đẹp luôn. Có 170 nữa chị gái. Cảm ơn chị Tiên nha. Màu 2 đẹp lắm, mặc rất là thoải mái luôn. Rồi màu đỏ giùm em ha, chốt bình luận ký em 50-70kg mặc vừa. Đỏ giùm em ha, 170.000. Đẹp xuất sắc luôn, đỏ giùm em 50-60kg giùm em nha. 50-70kg em có size. Đỏ giùm em. Đỏ tím nè, xinh lung linh luôn, mặc rất là thoải mái, co giãn cực kỳ tốt mấy chị gái nha. Tím giùm em, quá trời sang luôn. Chị Thúy ok màu đỏ nè. Rồi em có màu tím nè, đẹp lắm. Trời dễ thương luôn, màu tím giùm em. Chị Nguyễn Thủy, Nguyễn Thúy em ok. Rồi cái này là màu xám nha. Xám giùm em nè. Đẹp quá trời đẹp luôn mấy chị, xám nó hoa nổi ghê luôn nè. Màu xám nha, chốt bình luận em. Em đang mặc màu tím. Màu xám. Đẹp quá trời luôn mấy chị gái. Đẹp ghê luôn. Màu xám giùm em ha. Màu này màu số 2 giùm em. Dạ em không có 75kg chị, em chỉ chốt 70kg thôi. Rồi chị nào chốt số 2 để em số 2. Số 2 giùm em nha mấy chị, số 2 kèm ký giùm em. 70kg trở lại mặt đẹp. 75kg em sợ mặt ôm á. Rồi chị gái nào chốt xám bình luận em ha, 50-70kg mặt vừa em luôn. Màu xám, màu xám, màu xanh, màu xám, màu xanh, màu lá gì cũng có nha chị gái. Em có màu lá nữa nè, chốt bình luận màu lá nha, chốt bình luận. Gái nào chốt màu lá thì bình luận em. 50-70kg mặc vừa màu lá nha. 50-70kg giùm em màu lá. Chị gái nào chốt tím hay bình luận tím ha, 50-70kg mặc vừa đẹp. Em ok chị Lan Vi, phát thôi. Phát. Vô lấy cái này giùm coi phát thôi. Em ok chị Lan Vi. Rồi màu lá giùm em ha. Lấy cái màu này là số 3 giùm út. Chị Lan Vi ok nha chị. Rồi cái này là màu lá. Màu lá giùm em nha. Từ từ lấy cái mẫu, cái mẫu bông bông ở ngoài đó đó, số 2, số 3, số 4. Ừ lấy số 2 trước đi. Ok chị Lan Vi. Lấy cái này nè. Màu lá này nè, cái màu tím này nè, số 4. Em ok chị Đỗ Hồng.
đố không ơi, hết màu tím rồi chị gái. Lấy màu lá được không chị? Rồi, đẹp quá trời luôn. Cái này là màu màu đỏ giùm em. Chị đố hồng trước, trước màu lá được thì ok em. Rồi cái này màu hồng giùm em ha. Chị đố hồng có chốt trước một bộ thì ok giùm em chị. Màu hồng nha, chốt bình luận giùm em. Rồi ok chị Thúy. Ok chị Thúy. Phan Phan, Phát ơi, đem hoa đỏ. Cái muốn đang mặc nè, số 4. Chị Thúy em ok nè. Chị Nguyễn Thúy em ok. Em ok chị Tim. Chị Đỗ Hồng ơi, chị có chốt màu lá thì ok giùm em chị gái. Ok chị Cô Tiên nè. Em ok chị Thúy rồi ha. Chị Phụng Ngọc xanh lá. Phát ơi, lấy tiếp tục số 3 đi Phát. Số 3 xanh lá thì ok. Cái màu lá mới cầm đây nè. Số 3 chị 170 chị. Rồi cái này màu xanh. Xanh giùm em nha. Màu xanh giùm em. Xanh giùm em nha. Ok chị Phụng Ngọc. Em ok chị Đỗ Hồng. Đúng rồi đó. Số 3. Rồi màu xanh giùm em. Hả? Cái màu xanh là lá đi. Không có hả? Chị bỏ đắng đi. Chị Phụng Ngọc hết màu lá rồi chị. Chị Phụng Ngọc em hết màu lá nha. Dạ có chị Trung ơi, có chị gái. Hát ơi hát. Đem cây số 3, số 4 rồi đây chốt luôn đi. Chị Đỗ Hồng em ok màu xanh. Chốt qua nhẹ qua đi. Chị Đỗ Hồng em ok. Dạ 50-70kg mặc vừa. Rồi em đang mặc là size. Vậy là chốt bình luận nha. 50-70kg mặc vừa em. Cái này là xuất sắc nha các chị. Tối bán hết rồi nha. Chị đồ chốt cái này là màu hồng giùm em đi. Màu hồng 70kg nha. Em còn có 1 bộ 2 bộ thôi à. Màu hồng nha 70kg nè. Mẫu này tối qua em like hết rồi. Còn sót có 1 2 bộ thôi à. Màu hồng 70kg nha. Ok chị Tiên. Ký giùm em. Em ok chị Tiên rồi. Chị Đỗ Hồng em hết. Mà đỏ 70kg nha. Mặc nó rất là thoải mái luôn các chị. Màu đỏ giùm em nha, 70kg giùm em, có 170.000. Đẹp lắm luôn, có 170 thôi. Màu đỏ giùm em, đẹp quá trời luôn mấy chị gái ơi. Màu xám giùm em nè, trời ơi 70kg màu xám nè, đẹp lung linh lấp lánh luôn. Có 170.000. Màu đỏ màu xám nha. Mặc rất là thoải mái mấy chị. Màu đỏ màu xám nha. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi màu đen nha, màu đen giùm em. Màu đen hoa xanh rất đẹp. Dạ
em đang like đồ bộ quá chị gái ơi. Rồi, đen giùm em nha. Màu này màu 2 giùm em, màu 2 này đẹp đỉnh luôn. 70 ký em còn màu 2 nha. Màu 2 giùm em. Màu 2 với màu xám giùm em. Màu đỏ giùm em. 70 ký nha các chị. Em có 50 70 ký nha, chốt bình luận em có 170 một bộ thôi à. Chị gái nào chốt thì cho em cái màu và ký nha. Màu đỏ em đang mặc là 70 ký, màu xám em đang mặc 70 ký nha. Đẹp lắm. Màu đỏ màu xám nha. Giờ khách mua không để lại. Nhưng mà mẹ phải nói con để con biết con vậy hả chứ. Ai biết. Giờ không biết sao nè. Khách mua cái gì? Ừ. Khách ơi mày móc qua đừng lấy hàng trên kệ đó nha bác. Không có thì khỏi bán nha. Đây nha, đẹp quá trời, màu đen. 50 70 ký giùm em nha. 50 70 ký giùm em 230. 50-70 ký màu đen 230 nha, chốt bình luận giùm em. 50-70 ký giùm em 230. Quá trời xinh, quá trời xịn luôn mấy chị. Màu đen giùm em ha. Màu hồng. Màu cánh sen. Màu tím. Màu đỏ. Chị Ngân ơi cho em số ký đi chị gái đẹp ơi. Có phải là chị mua mỗi lần 5 bộ không? Cho em số ký đi. Chị Ngân có phải lấy lần 5 bộ không chị? Nói đi để em biết em lấy số ký cho chị. Chị Ngân cho số ký em ha. Rồi em có màu nè, màu lá giùm em nè. Màu nho nè. Rồi em ok chị Ngân. Phát ơi vô coi giùm Út chút xíu đi, lấy giùm Út đi. Màu đen này nè. Ok chị Tình Đời. Em ok chị Ngân. Cái mẫu mà mới đem ra nè. Đây ở sau lưng Út cái gì nè. Lấy cái đen vàng số 4. Rồi màu vàng giùm em nha. 230. Đẹp lắm mấy chị gái ơi. Chị Tình Đời em ok xe nhỏ nè. Số 4. Chị Tình Đời em ok nha. Chị Ngân ơi chị chốt 4 bộ ơi, chị 5 bộ đi chị. Đỏ tím luôn bác, đỏ tím đen số 4, đỏ tím đen. Dạ ok chị gái. Có màu da nha chị ơi, màu da rất là đẹp luôn. Màu da bao xịn luôn nha các chị yêu ơi. Màu da màu vàng. Đẹp lắm luôn. Cho đen đỏ cũng được. Đây nha. Chị ơi đen đỏ nha chị Ngân. Đen đỏ nha. Ok chị Tình Đời. Đen đỏ nha chị. Đen vàng em hết size. Đẹp lắm. Màu da không đẹp không ăn tiền. Chị Ngân em chốt cho chị nha. Đen đỏ nha chị gái đẹp. Canh chờ phải không có số ký đâu biết chốt đâu chị. Ê chưa lấy đủ mà làm gì vậy bác? Có. Số 4 là lấy cái mẫu kế bên coi. Chị Ngân em ok trước màu đen đỏ nha. Chị Ngân ok giùm em trước bộ đen đỏ nha chị. Để số 4 nó cái mẫu khác, cái tay khác. Vàng số 3. Cái mẫu con mặt nào vàng số 3. Chị Ngân ơi em chốt trước một bộ màu đen thôi nha chị. Tại vì nó có cái tay khác chị. Chị Ngân ơi em chốt trước một bộ màu đen đỏ nha chị gái ơi. Màu da này hết hàng rồi chị Ngân ơi. Màu da này số 4 có không hết rồi. Chị Ngân em hết màu da.
Màu vàng canh trần số 3, đôi chốt số 3. Màu vàng. Canh trần em ok. 230 nha. Chị canh trần em ok. Màu da em có size 50 60 kg nha. Chị nào chốt màu da này đẹp lắm, 50 60 kg giùm em. Chị Ngân em lên size 4 cho chị chốt nha. Đen đỏ thứ 3 có không ba? Đây đó coi có số 3 không? Có dưới chèn dưới chân á. Vậy còn màu gì chị lấy 5 bộ. Đây chị Ngân em lên cho chị coi cái mẫu nè, rất đẹp nha. Đẹp quá để dành nè, 230 màu đỏ. Chị Ngân có chốt để em 5 bộ đây em chốt nha. Để mẫu đỏ 5 bộ em chốt. 250 mà em bán có 230 nha mấy chị. Bán để tối nay nghỉ Tết luôn á. Ok chị Ngọc nè. Chị Phụ Ngọc đen đỏ nha. Đây 70 kg em còn mẫu này nè. Cực kỳ là đẹp luôn ha. Toàn là mẫu đẹp thôi. Cái hàng thiêu này nó 250 lần. Em bán 230 luôn nè. Chị gái nào chốt 70 kg bình luận giùm em. Cái này là ở đâu vậy ta? Cái mẫu này mẫu nào? Cái mẫu đang like nào lắp coi thứ hai để lại. Em lấy ren tay. Màu da. Cái đó màu da, lấy màu da chú. Số 3. Chị Mỹ Hạnh em ok. Coi kỹ hết chưa cái số 4 này có hàng không? Số 3 này. Kiếm hết coi, số 4 mà tối lúc thấy có số 4 cái ren tay này nè, số 4 nè. Ý là coi đằng đó coi có số 4 không. Đem lại đây, thả đại xuống đất đi. Ok chị Mỹ Hạnh nè. Chị canh trần cho số ký đi chị. Chị canh trần không cho số ký em ra chốt đại không có được chị gái ơi. Chị canh trần có chốt 70 kg thì ok em ha. Chị Ngân. Chị Ngân đợi em xíu nha. Có chị tình đời ơi có. Rồi 70 kg màu xanh cô ban. Chị canh trần 70 kg đúng không em chốt. Rồi màu xanh cô ban nha. Hồi tối còn một cây với tay ghen á. Rồi lấy đây số 4 á. Tới bên đó đó. Chị canh trần 70 kg đúng ok mà em. Màu cô ban 70 kg nha. Chốt bình luận em. Nó nằm ở ngoài đó là cái gì? Đây nè, kế bên cái này nè. Hồi nãy giờ lấy chỗ nào là nó nằm ở đó. Còn số 4 không? Không còn cái nào luôn hả? Lạ ta. Cái này số mấy? Số 3 hả? Chị ta hồi tối nhất. Cột ra số 4 đàng hoàng mà trời. Chị canh trần em ok nha. Không có đằng đó đâu. Rồi chị nào chốt bình luận màu xanh giùm em. Màu tím giùm em. Màu đỏ tươi nha. Màu xanh dương, màu xanh coban. Màu đen vàng. Kỳ vậy ta. Tối nhớ mình để đàng hoàng ở đó mà giờ nó nằm đâu trời. Vậy chị Ngân em hết nha chị. Lấy tay ghen em không có hàng nha. Rồi đen vàng giùm em 230 70 kg nha. Đen vàng chốt bình luận giùm em. Thầy tay ghen nè số 3. Tao đang hỏi số 4 hỏi nó số 3 làm gì. Nãy giờ bán số 4 đâu rồi. Rồi đẹp quá trời luôn mấy chị. Chị tình đời ơi màu nào cũng vừa hết trơn á. Rồi đẹp quá trời luôn. Đây màu đỏ của chị tình đời vừa nè. Chốt phải nói liền em. Tình đời chốt màu đỏ bình luận giùm em ha. 50-60kg nè, 230 màu đỏ. 50-60kg màu đỏ giùm em.
mọc màu đen 70kg nha. Màu đen 70kg chốt bình luận giùm em. Màu đỏ là chị Tình Đời có chốt bình luận. Dạ chị Ngân ơi, em không có đen tay rang chị ơi. Hồi nãy chị mua được một bộ hay gì rồi đó, còn giờ là em không có ha. Rồi đen vàng ok chị Oanh. Ok chị Oanh ha. Ok chị Oanh đen vàng. Chị Tình Đời có chốt đỏ thì ok mà em. Chị Tình Đời chị nhắn cái gì nhắn đỏ hơn chút xíu đi ha. Rồi chị nào chốt đỏ 50-60kg giùm em ha. Chốt bình luận. Chị Phụng Ngọc ơi, hình như có hay sao ha. Rồi 50-60kg màu đỏ giùm em. Chốt bình luận. Màu tím 70kg giùm em nha. Màu tím cà 70kg giùm em. Quá trời đẹp luôn. Màu tím cà nha, 70kg giùm em. 230. Tím cà 70kg nha. Chốt thì bình luận giùm em. Tím cà 70kg giùm em. Quá trời đẹp luôn. Ok chị Canh Trần. Rồi bộ tím em mặc 70kg nha, chốt bình luận giùm em 230. Số 2 hết rồi hả bác? Rồi chị gái nào chốt bình luận màu tím giùm em ha, 70kg mặc vừa. Màu tím chị Đồng Kim em không có nha, em không có màu đen. Rồi màu nho giùm em ha, 50-60kg màu nho. 50-60kg màu nho nha, 230 một bộ màu nho. 50-60kg nha, em đọc từng size từng bộ nhé chị gái nha. 50-60kg màu nho giùm em. Chí Lê em không có xanh coban. Em có màu nho, có chốt bình luận em ha. 50-55-60kg mặc vừa. Màu nho giùm em 230. Xanh coban em mặc là 70kg. Màu lá 50-60kg nha, tay ren đẹp lắm. Màu nho, màu cánh sen 50-60kg giùm em. Màu hồng, màu tím 50-60kg nha. Màu đỏ giùm em. Rồi 50-60kg em có mấy màu này. Đẹp lắm mấy chị ơi. Màu đỏ giùm em ha. Màu tím đậm nè. Chị Tình Đời em ok màu nho nè. Năm 60kg màu hồng, màu cánh sen. Đẹp quá trời luôn á. Màu tím đậm nha, chị nào chốt bình luận. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Chị Tình Đời em ok nha. Chị Chí Lê màu tím em ok chị. Tím nho. À chị Chí Lê tím nho em hết rồi. Em có màu tím đậm có chốt thì bình luận. Ok chị Tình Đời. Chị Thu ơi, chị có chốt cho xích hội màu là em chốt thôi ha. Không cần chị phải hỏi là xe máy đâu. Rồi đẹp quá trời mấy chị, màu hồng giùm em. Rồi đẹp quá trời đẹp luôn. Màu lá. Chị Ngân ơi, mẫu nào cũng đẹp hết trơn mấy chị. Rồi chốt bình luận nha. Tại vì em đặt
nhiều chỗ, nhiều shop, nhiều xưởng khác nhau. Ví dụ như có khi là 60kg mặt số 2, có khi là 60kg mặt số 3. Nên là mấy chị không cần phải hỏi là mặt cái size mấy, miễn chị cần mấy chị cần mua là cho số điện thoại đầy đủ là em chốt hàng. Cho nó đúng hàng của mình mặc vừa là được ha. Rồi màu cánh sen giùm em. Màu cánh sen đẹp lắm, chị gái mình chốt bình luận hồi nãy số 4 á. Hồi tối là có hai sách số 4. Hồi nãy nguyên cái cây số 3 đó coi lại chưa? Tại vì coi chừng số 3 nó có lọt vô số 4 nữa. Rồi chốt bình luận màu cánh sen. Đưa em úp cái màu nâu đó đi, có hai bộ. Rồi chị gái nào chốt màu lá để bình luận màu lá giùm em ha. Màu lá, màu cánh sen, màu hồng. 50-60kg chốt bình luận. Em ok chị Chí Lê. Rồi cái này là màu da giùm em nha, 250 bán 240 luôn mấy chị gái nha. Màu da 70kg 240 màu da với màu rêu. Hello chị Nguyễn Trang. Dạ tùy mẫu tùy bộ chị Ngọc Lan. Rồi cái này là màu da với màu rêu giùm em ha. Ở sâu có thêu 70kg 240. Em ok chị gái màu da, à màu lá, chị Chí Lê em ok. Rồi em đang mặc là màu da giùm em nha. Ở sau có thêu mấy chị. 250 bán luôn 240 nha. Chị Hằng ơi, em cũng không biết cái hung đó là hung gì đâu ha. Giờ em bán về chị thích thì mua, không thích thì cho qua giùm em ha chị gái. Rồi em đang mặc màu da đẹp lắm, màu da với màu rêu 70kg nè. 240 nha mấy chị. Thêu ở sau thêu trước luôn. Quá trời đẹp, cái mẫu này cưng lắm. Màu rêu với màu da nha, 70kg giùm em. Quá trời xuất sắc luôn á. Cái mẫu này nó bao sang nha chị gái nha, 70kg giùm em nè. Bao đẹp, bao dễ thương luôn. Màu rêu nha, ở sau có thêu giùm em 70kg, màu rêu với màu da. Quá trời xuất sắc luôn. Rồi chị gái nào chốt da 50-60kg giùm em ha. 230 màu da, 50-60kg màu da nè. 50-60kg màu da giùm em. Em đang mặc màu rêu nhớ chị gái nha. Màu rêu với màu da 70kg nè. Rồi màu da này 50-60kg nha. 230. Màu da là bao dễ thương luôn. Tiếp mấy cái bộ nữa vô hết luôn đi. Màu da nha, chốt bình luận giùm em màu da. Chốt coi mẫu nào ra mẫu đó luôn nè. Màu rêu ok chị Oanh. Đen tím nha, 50-60kg. À quên, 50-70kg màu đen tím nha. 50-70kg màu đen tím giùm em. 220 đen tím. Em ok chị Oanh. Chị Hoa chờ em chút. Chị vi phạm em hết. Hết màu rêu. Rồi em còn màu da 70kg nha. Chị gái nào chút bình luận em. Em đang mặc là da 230-60kg, màu da 70kg giùm em. 240 ha, chốt bình luận giùm em. 70kg mặc đẹp lắm. Màu da giùm em ha, đẹp xuất sắc luôn á. Màu da 7 hả? Gì? Được. Không, cổ khác cái út tăng lên mà. Không giống mẫu, khác mẫu. Chị Tình đòi em ok đen tím 220 nha chị. Đen tím mẫu mới em chưa có like. Chị Ngân ơi, chị còn đó không? Tây đen em còn mấy bộ nè, chị Ngân còn đó thì em like nha.
Chị Ngân còn đó không chị gái ơi? Chị Tình đòi em ok 220 nha. Đưa ba bộ tay ghen qua đây chút thôi. Số 4. Rồi chị nào thích tay ghen em còn 3 bộ này nha. 3 bộ 70kg nè. Chị gái này chút màu da này đẹp. Rồi màu vàng giùm em ha, tay ren nè, 70kg em xả có 201 à. Màu vàng, màu cánh sen với màu cam nha, 70kg xả 210. Màu vàng nè, đẹp lắm. Chị gái nào thích tay ren thì mình chốt ngay và luôn ha. Giá xả nha chị gái nha, 201 giùm em. Vàng cam và cánh sen. Vàng cam và cánh sen nha. 70-70kg mặt vừa xả. Xả 201 nha các chị. Màu cánh sen nha. Cánh sen vàng. Cánh sen vàng giùm em nha. Quá trời đỉnh luôn, quá trời đẹp luôn. Cánh sen vàng với là cam. Xả 210 nha. Chốt bình luận giùm em 70kg nha. Chị gái nào mà thích tay ghen thì mình chốt nha. Đẹp lắm. Dạ 65kg em có chị. 65kg em có nhiều lắm ha. Chị có chốt 65kg thì nói em lấy chưa ha. Đẹp quá trời mấy chị gái ơi. Màu tím 70kg tím cà nha mấy chị. 230 tím cà 70kg nha. 65kg cái mẫu em vừa mặc màu vàng nè. Màu xanh nè. Xanh coban nè. 65kg trở lại nha. Em đang xả 201 chốt bình luận. Chị Hoa Trần em ok. Đưa cái màu cam chốt mới bỏ ra. Rồi cái này 50-60kg à, quên xin lỗi 60-65kg nha. Đen tím xả 201. Đen tím 60-65kg nha, 201. Màu xanh, màu coban, màu vàng, màu cánh sen 60-65kg nha, xả 201. Chị Hoa Trần em ok màu cam. Em like hết, ngày hôm nay hết, tối nay là nghỉ Tết rồi các chị yêu ơi. Mình mua để ý nghe điện thoại giùm em luôn ha. Để giao hàng cho chị nhanh thôi chị gái. Chị Hoa Trần em ok 201 nè. Em còn màu vàng với màu cánh sen nữa. Rồi chị gái nào chốt cái này đẹp quá trời. Đen tím nha, 60-65kg mặt vừa đẹp nè. Em có màu xanh nha, đang xả. Màu xanh coban với màu xanh. Màu vàng với màu cánh sen. Màu đen em đang mặc đẹp quá trời luôn. Chị gái nào chốt thì bình luận nha. Màu cánh sen đẹp lắm luôn nè. Em ok. Rồi cái này 70kg nha. Cô Tư em ok nha. 70kg màu vàng. 240 em xả 201 nha. 240 em xả 201 màu vàng 70kg giùm em. Cô Tư em ok màu da nha chị gái. Cô Tư em ok màu da nè, rất đẹp luôn. Chừng lộn xộn quần nha, để nha. Dạ không chị Hiền ơi. Em ok chị Tư nè. Rồi em đang mặc màu vàng này 70kg mặc vừa. Em đang xả có 201 thôi ha. Đẹp quá trời luôn. Màu vàng em xả 201. 70kg nha, chốt bình luận giùm em.
đỏ 70 kg giùm em 230, màu đỏ nha. 70 kg giùm em 230. Chị hoa trầm ok, chốt bình luận giá giùm em đi mấy chị. Rồi màu đỏ giùm em nha, 70 kg nè. 230 giùm em, đẹp quá trời. Bình luận giá với ký cho mấy chị gái nha, để cho nó khỏi lộn nha chị gái. Màu đen 65 kg em đang xả 201. Dạ em không có bán đồ các hàng. Chị hoa trầm ok, xả 201 màu vàng. Rồi chị nào chốt bình luận giùm em ha. Màu đỏ giùm em 70 kg mặt vừa. Các hàng vải nó không được đẹp nên em không có bán. Chị nào chốt đỏ bình luận nha. Màu xanh dương, xanh dương màu vàng 230, 70 kg. Màu vàng mà xanh dương nha. Màu xanh coban 70 kg giùm em. Màu xanh coban nha, 70 kg nè, đẹp quá trời luôn, xả 230 ngàn. Em đang mặc màu đỏ nha, đẹp xuất sắc. Dễ thương lắm mấy chị. Chị Phú ơi, chị nào chị mua đây rồi em tìm hàng cho chị ha. Chị nào mà chị ok chốt thì em lấy hết cho ha. Dạ chị Oanh ơi, hôm nay em đâu có lì xì ai đâu chị. Em lì xì là em lì xì từ bữa trước rồi ha. Bây giờ đâu có lì xì đâu mà có lì xì chị gái. Mà không báo lì xì là em lì xì hết rồi mấy chị gái ha. Lì xì đâu phải lúc nào cũng có đâu mấy chị. Lì xì nó cũng phải có ngày có đồ chứ đâu có phải lúc nào cũng muốn là có đâu mấy chị gái. Đưa dòng cái tay số 3 đó coi. Chị đồng kim đen vàng nào, em không có đen vàng đâu chị. Chị đồng kim ơi, chị chốt cái đen vàng này nè, 60-65 kg chị chốt ok mà em ha. 60-65 kg mặt vừa, chốt về bình luận em 230. 60-65 kg chị chốt bình luận nha. Cái mẫu này nó đẹp lắm mà không có size lớn. 60-65 kg em có nè, chị có chốt thì đồng kim chốt ok mà em ha. 60-65 kg mặt vừa chốt về bình luận giùm em. Đen vàng. Chị Thương ơi, chị chốt không có cho giá, đâu biết chốt cái gì đâu chị gái ha. Chốt phải có giá, chốt được hàng cho chị. Rồi em đang mặc đen vàng nè, chị Kim Đồng có chốt bình luận nha. Chị Thương Nguyên có chốt thì đợi giùm em. 201 giá xả, 201 65 kg trở lại màu vàng. Chốt phải bình luận giá mới biết chị mua cái gì ha. Chứ chốt mà không cho giá đâu biết cái nào đâu bán. Rồi màu nâu này 70 kg nha mấy chị. 70 kg màu nâu giùm em 240 ha. Rồi em ok chị. Em ok chị Thương nè. Chị Thương màu vàng 201 nè. Em ok chị Thương Nguyên nè. Rồi
rồi, em đang mặc màu đen vàng nha. Chị Từ em không có hàng 130, em đang bán 200 mấy lận, không có 130. Rồi cái này đẹp quá trời mấy chị, màu màu da giùm em ha. 70 kg nè, 240. Chị gái nào chốt đen này 230 nha, chị gái chốt bình luận em. Đẹp quá trời đẹp luôn. Màu đỏ ok chị Phú. Rồi màu da giùm em nha, ở sau nó có thêu mấy chị, 240 nha. Chị Phú em ok màu đỏ nha, cái mẫu em vừa mặc nè, 230 nha. Chị nào chốt sáng nay á, trưa nay bên em gọi chốt hàng cho mấy chị gái ha. Chị Lâm Thái ơi, 230. Size 65 kg trở lại nha chị Lâm Thái nha. 65 kg trở lại nha chị gái đẹp. 230 nha chị gái đẹp nha. Chị Lâm Thái em ok ha chị. Rồi em đang mặc là màu da giùm em nha, 240. Chị Lâm Thái ok nha chị gái, 65 kg trở lại nha. Hôm nay bên em chốt đơn với chị gái nha, để ý nghe điện thoại giùm em ha. Em hết rồi chị Từ ha. Rồi màu nâu này có bộ một đẹp xuất sắc. Đẹp quá trời mấy chị, màu nâu giùm em ha, 65 kg trở lại, mặt vừa 230. Chị Đồng Kim em hết rồi. Hỏi không mấy chị chưa có bình luận, nó hết hàng rồi. Màu nâu giùm em nha chị gái nha, 65 kg trở lại, mặt vừa 230 màu nâu. 65 kg trở lại mặt vừa đẹp lắm, màu nâu giùm em ha. Chị nào vừa size thì hẳn chốt nha các chị. Màu nâu nha, đẹp xinh lung linh luôn đây. 65 kg trở lại giùm em, 60-65 kg em có màu tím đậm nè. Em có màu cánh sen nè. Có màu rêu đậm nè. Màu cam nè. Em ok chị. Em ok chị Đồng Kim luôn nha. Đồng Kim đen vàng. Đen vàng chị Đồng Kim em ok chị gái nha. Đồng Kim em ok chị. Rồi em đang mặc mặt nâu nha chị gái. Trời luôn á. Em có màu nâu và màu cánh sen. Màu này là màu nho ha. Màu nho nè. Màu đỏ đậm nè. Tím đậm nè. Đỏ tươi nè. Cái này giống màu cam quá ta. Màu cam ha. Màu điêu đậm. Màu cánh sen. Màu tím đậm. Màu nâu. Em ok chị Từ màu nâu nè. Rồi màu tím đậm nha, 60-65 kg, 230. Chị Oanh ơi, bên em nó hay gọi lắm, chị cứ nghe máy giùm em là được ha chị. Ok chị Tư màu nâu nè. Em ok chị Phú Trạc, Phú Trâm nha, màu cánh sen. Bên này em nó hay gọi, nó xác nhận đơn, mấy chị nghe giùm em là được ha. Em đang mặc màu tím đậm mấy chị ơi, đẹp quá. 230 một bộ nha mấy chị gái nha. Màu da đâu có ta. Màu da đâu có màu da.
Cái này là size 70kg nha, 240. Màu da 240 70kg. Đen bạc là gì chị Lan? Em không biết chị gái. Rồi chị gái nào chốt màu tím giùm em ha. Màu tím giùm em, 65kg chủ loại màu tím giùm em. Cái này là màu cam nha mấy chị. 65kg chủ loại màu cam giùm em. 230 màu cam. Em đang mặc là tím đậm với màu cam nha. Chứ lại mặc vừa đẹp, tím đậm và màu cam mấy chị gái. Chị Mai cao màu da đó 240 70kg nha, có chốt bình luận em. Màu cam nha, màu cam với màu đỏ đậm nè. Màu nho nè. Màu điêu đậm nha. Màu điêu đậm. Chị đẹp mấy chị. Chị nào chốt mình lận nha, màu đỏ đậm nè. Dạ không có 85kg áo em có mà về em không like chị. 350 một cái. 300 một cái giá xả. Rồi đỏ đậm nha em nè, màu nho nè. Màu điêu đậm nha. Em đang mặc màu cam. Màu cam vừa cầm em đang mặc trên người nè, 65kg trở lại nha. Chốt thì bình luận chứ đừng có chốt vừa cầm. Dạ chị Lan ơi, em không biết chị mua màu gì đâu ha. Có màu em mới chốt chị. Rồi màu tím đậm giùm em nha chị gái nha. Em không có hàng màu nâu bạc. Rồi chị gái này chốt màu cam với màu tím. Chốt bình luận nha, 65kg trở lại giùm em. Em lên hàng mấy chị chốt theo ý của em thì em có nha. Còn mấy chị chốt mà theo cái màu mấy chị em không có hàng. Tại vì mấy chị thích cái màu nâu bạc thì em không có đọc cái đó, em không biết mẫu. Chốt bình luận tím đậm nha mấy chị gái nha. Tím đậm và cam 65kg trở lại. Màu vàng 50-60kg cho em nha mấy chị. Vàng nha, 50-60kg màu vàng. Vàng 50-60kg nha, 230 màu vàng. Beo vàng nha mấy chị gái nha, 170 giùm em. Beo vàng 170. Vàng 230 chị Như Lan, 60kg đúng không chị? 50-60kg đúng ok mà em nha chị. Chị Như Lan có đúng thì ok, 50-60kg giùm em. Đúng thì ok giùm em nha chị. Để mặc không vừa mất công ha. Chị Như
ok giùm em. Rồi em đang mặc màu beo vàng nha, 170. 60-65kg mặc vừa. Màu hồng 50-60kg màu hồng. 50-60kg màu hồng giùm em nha. 230 màu hồng. 50-60kg màu hồng giùm em. Chị gái nào chốt màu hồng bình luận giùm em ha. 50-60kg màu cánh sen. 50-60kg màu cánh sen nha. Màu đỏ 70kg nha mấy chị gái nha. Màu đỏ 70kg giùm em. 230 màu đỏ 70kg. Rồi giờ chị Như Lan em không có nha chị. Màu vàng tám mấy ký em không có nha. Em không có chốt cho chị nha chị Như Lan. Em đọc cho có 60kg mà chị 65kg chị lấy em, chị không có chốt. Rồi em chào mấy chị nha, kết thúc like nha các chị. Chị Hồng Võ. Màu vàng đang mặc màu hồng 50-60kg mặc vừa. Màu nho màu đỏ. Chị Hồng ơi, em không có màu nho. Chị có chút màu tím, màu đỏ, màu hồng thì được. Tím, đỏ, hồng thì em có ha, màu nho không có. Chị Lê Hồng có dấu màu hồng với màu cánh sen nè, màu vàng nè, màu tím nè, màu đỏ thì em có ha, không có màu nho. Chị có chốt thì có số hội em mới chốt hàng ha. Rồi chị nào chốt màu hồng 50-60kg mặc vừa em. Màu cánh sen, màu vàng, màu tím, màu đỏ 50-55-60kg ha. 230. Có số điện thoại em mới chốt cửa hàng. Màu đen nha, chốt bình luận màu đen em. Màu đen 50-60kg mặc vừa. Đen 50-60kg nha. Chị Lan ơi, chị chốt màu gì cho màu đi ha, em không có màu nho.
màu xanh ngọc xả hàng. Chị Phạm nữ ơi, chị bao nhiêu ký? 60-65 ký thì em có. Rồi màu đen giùm em ha, 60 ký trở lại đẹp. Chị Ngọc nữ có chốt thì bình luận em chốt nha. 60-65 ký màu xanh ngọc, có chốt thì bình luận em. Chị Phạm nữ có chốt bình luận. Còn chị Lê Hồng không cho màu, em không có chốt nha chị. Ok chị Ngọc nữ. Đỏ và tím có nè chị. Chị Lê Hồng em ok nha, đỏ và tím ok chị gái nha. Em ok chị nữ nha. Chị nữ xả 201 nè. Chị Lê Hồng là 230 nha chị. Lê Hồng em chốt 230 nha. Chị Lê Hồng chốt thì ok mà em 230 nha chị. Ok chị tình đời ha. Chị nữ em ok. Đẹp quá trời, màu cánh sen nha, 60-65 ký mặt vừa, xả 201 cánh sen. Dạ ok chị Lê Hồng, em bán vừa sai mới bán chị nha. Cánh sen nha, 60-65 ký mặt vừa. Nha chị Lê Hồng nha, 230 một bộ á. Tiền ship 30.000 nha. Chị tình đời em ok nha chị. Rồi em đang mặc là cánh sen giùm em, 60-65 ký mặc vừa luôn ha. Giá 201 giá xả. Chị tình đời em ok, 230 màu đen nha chị gái. Đẹp luôn, bộ cánh sen, chị gái nào chốt bình luận em ha, cánh sen giùm em. Em có màu đen tím nữa nè, màu coban nữa nha. 60-65 ký mặt người em. Chị tình đời. Đây chị gái nó chốt màu hồng 50-60 ký nha. Đẹp quá trời đẹp luôn. Dạ em cảm ơn chị Lê Hồng. Giá xả nha, nói chung là tùy mẫu. Có chị nào chốt thì nói em like tiếp nha, còn không thì em tắt like nha chị gái nha. Đầm đẹp quá trời đẹp nè, 75 ký nha. 70 75 ký đầm đỏ em. 250 đầm đỏ. 250 nha, chốt bình luận em.
trên đời ơi, chị có thích đầm đó không? 250 một đầm chị. Size của chị có màu hồng nè. 250 nha. 230. Chị Lâm Thái Sun Coban. Chị Lâm Thái ơi, chị bao nhiêu ký em quên rồi. Sun Coban 230 em không có. Chị Lâm Thái có 201 thì có chốt bình luận. 201 giá xả mà Sun Coban 65 ký chứ lại á. Chị Lâm Thái có chốt bình luận. 230 không có Sun Coban. Rồi, đầm em đang mặc là size 50kg đến 75kg mặc vừa. Em đang mặc màu hồng nha. Chị tình đời có chốt cái này thì vừa size của chị nè. Đẹp lắm nha. Quần, ở quên lộn, đầm này đầm cao cấp, hàng xịn nha. Em còn màu khác nhưng mà không có size của chị. Rồi chị gái nào chốt màu hồng bình luận giùm em ha. Đầm 250 nhưng mà đầm là đầm cao cấp hàng xịn giùm em. 50 đến 75 kg màu hồng giùm em ha. 50 75 kg mặc vừa cho em màu hồng. Màu rêu 75 kg mặc vừa luôn, màu rêu đậm nha, 75 kg. Chị Lâm Thái em không có xanh Coban 201, 203. Em có 203 xả 201 mà chị có lấy gì bình luận nha. Màu rêu đậm 75kg nè. Đầm này mặc đẹp lắm. Chị Lâm Thái có chốt màu xanh Coban 201 không? Bình luận giùm em để em tắt like chị gái ơi. Chốt phải nói chốt không, nói không giùm em nha. Em kết thúc like đây. Rồi em bye mấy chị gái nha.